Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở mặt tiền đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình nằm ở khu phố 17. Nhà có hướng chính là hướng đông. Nhà nằm ở đoạn giữa chợ mới Bình Trị Đông với đường chiến lược. Căn nhà này có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu. Chủ nhà đang chiêu bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ 550 triệu. 2 tỷ 550 triệu giá này còn thương lượng ha. Nếu cô chú anh chị bạn xem video này thấy căn nhà này hợp lý về vị trí thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà, xong sau đó mình đi gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy đăng ký kênh ha, đăng ký xong nhớ bật chuông nha để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Khi Vũ Hồng up clip lên đó thì cô chú chị bạn xem được ngay. Nếu như mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản rồi thì mình nhớ chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi, giúp cho họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xem xong hết clip này nhớ cho Vũ Hồng một like nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này để cô chú chị bạn xem ha. Nhà này là nhà có chủ quyền Hồng nha cô chú chị bạn. Mua bán thì ký công chứng sang tên nên mình yên tâm ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú và anh chị và các bạn một căn nhà ở mặt tiền đường Trương Phước Phan, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là gần 2,5m và chiều dài gần 7,5m. Địa chỉ nhà là 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình á là có chủ quyền Hồng ha, mua bán ký công chứng sang tên nha. Nhà nằm đoạn giữa chợ Bình Trị Đông mới và ngã ba đường Trương Phước Phan với đường chiến lược. Nhà thì có kết cấu một trệt, một lửng, một lầu nha. Mua bán thì sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản rồi thì mình nhớ chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở phân khúc 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi, giúp cho họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 1 của căn nhà mình ha. Như vậy là nhà mình có kết cấu một trệt với một lửng một lầu. Vũ Hồng đang ở lầu 1 nha. Và ở phía đây là cái lửng của nhà mình ha. Căn nhà này chủ nhà đang chia sẻ với mức giá là 2 tỷ 550 triệu ha. Giá này là còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn thấy căn nhà mặt tiền này ưng ý thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà và sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nếu bạn bè mình có nhu cầu thì nhớ chia sẻ, giúp cho họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Đây là không gian của lầu 1 nhà mình đây. Đối diện bên kia là quán cà phê Now ha. Khu vực này là khu vực liền kề chợ Bình Trị Đông mới. Ở ngoài người ta buôn bán rất nhiều nè. Cái khu vực này là lúc trước là nó hình thành một cái chợ tự phát ở khu vực này, xong sao xu nhà nước mới làm một cái chợ Bình Trị Đông để tập hợp người ta vào đó người ta buôn bán. Thì ở ngoài thì khu vực lân cận này người ta vẫn còn buôn bán rất là nhiều luôn ha. Đằng này rẽ phải 50m thì mình sẽ về ngã ba đường Trương Phước Phan với đường chiến lược nha. Còn nếu mà mình đi theo hướng này 50m thì tới chợ mới Bình Trị Đông ha. Mặt tiền đường Trương Phước Phan nha. Nhà mình đối diện với cái cửa hàng Viettel, Viettel Tiến Phát ha. Và bên đây là Now Coffee. Và đối diện với cửa hàng tạp hóa Thanh Hà 187 đường Trương Phước Phan nha. Mặt tiền đường ha, thuận tiện buôn bán kinh doanh ha. Mình mua một căn nhà sổ hồng mặt tiền mà giá chỉ bằng có căn nhà trong hẻm thôi. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua nhà và có tiền đang gửi ngân hàng thì cân nhắc với căn nhà này nha. Giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu mà còn thương lượng thôi, còn thương lượng nữa. Nên cô chú anh chị bạn nào mà quan tâm đến bất động sản ở Sài Gòn
đầu tư thì hãy chú ý đến căn nhà này ha. Đi xem nhà xong Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Rồi, Vũ Hồng đang ở không gian lầu 1 của nhà ha. Bây giờ Vũ Hồng xuống dưới nha. À, phía sau nhà mình ở hậu nha. Chiều ngang nhà mình đó là ở phía trước là gần 2,5 m và phía sau là nở hậu ra nhẹ phía sau. Chiều dài là gần 7,5 m nha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Rồi, đây là vũ không gian của dưới trệt nhà mình đây. Vũ Hồng đang đứng ở cuối căn nhà ha, nhìn ra phía trước ha. À, khu vực này Vũ Hồng xin nhắc lại là khu vực này khu vực chợ nha. Đây là cái chợ Tự Phát lúc trước rồi xong sau đó chủ mà nhà nước á, là mới lập cái chợ Bình Trị Đông mới, là giờ mọi người vào trong đó bán, nhưng ở ngoài này vẫn còn rất là nhiều người buôn bán bên ngoài ha, nên mình mua mình buôn bán ở nhà mình thì được tự do nha. À, được thoải mái hơn trong chợ ha. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giá mức giá chủ nhà chia sẻ chỉ có 2.550.000.000 thôi. 2.550.000.000 giá này còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Xin nhắc lại là giá là chỉ có 2.550.000.000 thôi nha. Cô chú anh chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Đăng ký rồi thì nhớ chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua đất bất động sản, giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng review ra phía ngoài và Vũ Hồng kết thúc video quay nhà nha. Căn nhà này mua cho thuê cũng được, mua để làm của cũng được, hay là mua ở cũng ok ha. Đó, hướng này mình rẽ trái thì sẽ về chợ Bình Trị Đông mới nè. Kế bên là quán cà phê Sân Vườn 120 ha. Còn hướng này là đi về hướng ngã ba đường Trương Phước Phan với đường chiến lược nha. Đó, đối diện với Now Coffee ha. Và căn nhà mình đây. Một trệt, một lửng, một lầu ha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Rồi, xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình, địa chỉ 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 17. Căn nhà mình có hướng chính là hướng đông, và căn nhà này có kích thước ngang là gần 2,5 m và chiều dài là gần 7,5 m ha. Gia chủ quyền Hồng nha, mua bán ký công chứng sang tên, chủ nhà đang chia sẻ mức giá là 2.550.000.000. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. À, giá này còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với kênh Nhà Đất Sài Thành qua số điện thoại 0933 797979. Chú Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả ha. Rồi, Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà ha. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video quay nhà lần sau nha. Vũ Hồng xin chào ha. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 124 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình á thì nằm đoạn giữa chợ mới Bình Trị Đông với đường chiến lược nha. Nhà mình ở đây thuộc khu phố 17 và nhà mình có hướng chính là hướng đông. Đối diện bên kia là tạp hóa Thanh Hà với quán cà phê Now. Nhà mình thì có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu. Căn nhà mình đó thì chủ đang kêu bán với mức giá là 2.550.000.000. 2.550.000.000, giá này còn thương lượng ha. Nếu cô chú chị bạn nào thấy căn nhà này hợp lý với mình về vị trí thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chú cô chú anh chị bạn
đến để xem nhà và sau đó gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu như mình có bạn bè, người thân đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà ở phân khúc từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi thì cô chú chị bạn hãy chia sẻ video clip này cho họ để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xem xong hết video clip này nhớ cho Vũ Hồng một like để ủng hộ tinh thần ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video lần sau. Xin chào ha.